Sơn Phan Con, chúc tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con Tìm một người có thể phụ trách được mảng tiếng Việt cho các nền tảng mạng xã hội của câu lạc bộ và quan trọng hơn là tìm lại sự cân bằng cho các trang mạng xã hội của đội bóng. Tại sao lại phải có điều này chứ? Nếu chỉ cần lướt qua trang Facebook của câu lạc bộ Sintraden, chúng ta sẽ hiểu ngay, sự yên bình đã không còn nữa. Khoảng 40.000 người mới đến so với 30.000 người lúc đầu thực sự thể hiện ở từng bài viết khi mà những bình luận bằng tiếng Việt tràn ngập và áp đảo. Bình luận đa phần là các lời chúc bằng tiếng Việt, tiếng Anh, các biểu tượng cảm xúc và tất nhiên không tránh khỏi cả những lời sấm chớp đầu lâu gạch gạch từ các anti fan của công phượng nữa. Người phụ trách truyền thông của câu lạc bộ không hề giải thích tại sao lại phải tìm sự cân bằng ở đây. Nhưng đơn giản, chúng ta hãy tự đặt mình vào trường hợp của các fan hâm mộ địa phương của Stream Traden vào lúc này. Bình luận của họ chìm nghỉm trong một dòng thác lũ của những bình luận bằng thứ tiếng mà họ không hề biết và hướng về một cầu thủ vẫn còn chưa được ra sân và quan trọng nhất là những fan hâm mộ phương xa với câu lạc bộ có thể năm sau sẽ biến mất. Còn năm nay thì trong số 40.000 mới đến 40.000 người mới đến này, chẳng ai quan tâm tới việc sẽ mua vé vào sân, mua các sản phẩm lưu niệm được quảng cáo trên fanpage như lực lượng fan hâm mộ ở địa phương cả. Đó là sự cân bằng. Trở lại với câu chuyện hiểu lầm được đề cập ở trên, hiểu lầm thì đương nhiên dẫn tới tranh cãi, kể cả là một hiểu lầm tưởng tượng ra. Kiểu là sau khi có bài báo là báo chí bị nói công phượng là vô danh thì sẽ có bài huấn luyện viên của Sunderland nói gì khi truyền thông chê công phượng vô danh. Ông có thể nói xin lỗi tôi sẽ không cải chính gì hết bởi vì tôi chưa nói gì cả và bây giờ sẽ là cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Việt Nam với ông Mark Chris. Bùng dung Mark Chris cháu cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Việt Nam một cầu thủ Việt Nam vừa gia nhập câu lạc bộ Sunderland ông có thể cho biết cảm nhận ban đầu với công phượng được công phượng. Đã đó là một chàng trai vui vẻ hay đùa hài hước tôi thích như thế cậu ta chơi bóng khéo léo có điều là cậu ta phải học cách chơi bóng ở đây thích nghi với cách chơi với chiến thuật của chúng tôi nhất là phải học cách chơi khi không có bóng mà cho đến nay thì với cậu ta đó là vấn đề nhưng tôi cho rằng chỉ trong vài tuần nữa thôi là cậu ta có thể được đưa vào đội hình chính cũng hơi khó nói trước điều đó còn tùy thuộc cả vào khả năng thích ứng của cậu ta nữa nhưng công phượng thông minh nên tôi cũng nghĩ là sẽ nhanh thôi thế còn về, mặt môn? về kỹ thuật thì công phượng giỏi dứt điểm đó thực sự là một thế mạnh của cậu ta cậu ấy rất nhanh nhẹn dê dắt giỏi thế còn những điểm yếu của cậu ấy thì tôi sẽ nói riêng cho cậu ấy biết thôi chứ không nói trên truyền hình được. Công Phượng phải học cách di chuyển khi không có bóng. Cậu ta còn phải học thêm nữa về chuyện đó. Nhưng tôi nghĩ đó không phải là vấn đề lớn. Điều quan trọng nhất với tôi, đó là một cầu thủ giỏi, có những kỹ thuật thực sự mang dấu ấn cá nhân. Và cậu ta sẽ có cơ hội ra sân nếu cứ tiếp tục như vậy ông có nghĩ là công phượng đã quen với một môi trường mới tại bỉ oh, top. Il est très bien cậu ta hòa nhập rất tốt cả đội đều rất cởi mở với những cầu thủ mới đến đó chưa bao giờ là vấn đề cả công phượng hòa nhập tốt tôi thấy cậu ta khá thoải mái khi tập với cả đội và tôi không có gì phải lo lắng về chuyện hòa nhập cậu ta tuân thủ kỷ luật và luyện tập chăm chỉ thì cũng như các cầu thủ châu Á khác mà tôi đã từng biết. Ngoài ra, cậu ta có cá tính và sức cuốn hút. Công Phượng cứ đúng như là cậu ta vẫn là, và phải như thế thì mới được. Tôi nghĩ vậy. Chắc là ông cũng biết rằng Công Phượng rất nổi tiếng ở Việt Nam tôi cũng biết là cậu ấy rất nổi tiếng ngay khi cậu ấy vừa ký với câu lạc bộ thì tôi đã nhận ngay được tin nhắn trên điện thoại rằng cầu thủ giỏi nhất việt nam vừa gia nhập đội bóng của chúng tôi nhưng chuyện nổi tiếng cũng sẽ tạo đôi chút áp lực với công phượng cậu ta nổi tiếng trong nước nhưng ở đây cậu ta là người mới tới còn phải học hỏi nhiều điều để có thể thích nghi áp lực dư luận sẽ làm khó cho cậu ấy tôi nghĩ vậy Cảm ơn ông huấn luyện viên. Sơn Phan Con chung tay vì bóng đá trẻ. Sơn Phan Con.